chào tất cả mọi người. Tao anh em mình vừa mới kéo lưới xong, có lối hút một số tấm lưới. Giờ mọi người đang đảo lại để gờ cá. Một đội thì gờ cá, còn một đội thì lạch cá và phân loại cá. Đấy, mình có lối ôm một số tấm lưới rồi. Lưới hôm nay thì mình đánh bắt được đủ loại. Đây là số cá mà mình kéo được lửa và tặng cho bạn nhé. Đây là bạn câu thì đây là một số loại cá cứng mà vẫn lựa đá cá cá chữ ấy, không cá này thì có giá trị cao. Một số cá cặn, cá chích nhé. Cá này là cá sạm, giống với cá chích. Đấy, tao và mình vừa mới lạch sóng cá, phân loại sóng cá. Mọi người đang chuẩn bị để bóc cá lấy để ướp. Bữa nay thì bọn mình được tầm 25-26 khay cá. Thấy anh quản lý đang đầu bếp đang lựa cá và tôm vào để nấu ăn. Đá thì quê mình xảy vào bì. Xảy vào bì và khi lao ướp cá thì bốc đá lên để chập. Cá đây lưng này, cá lên này.
À, đây là một số cá của bọn mình. Tầm 25 26 khái. Đây là khái tịt lùa. Đây là một số cái mực chết. Mực sống thì đánh được lát lao thì bọn mình sẽ nuôi mực sống lát đó. Đây là một số mực chết nhầm. Còn mực sống thì bọn mình nuôi ở hầm lại. Cái vặn này dùng để nuôi mực sống. Bằng nuôi mực sống của bọn mình thì mùa này thì bọn mình đánh được con mực nào thì phải bao lưới sống để nhập cho thú mùa. Lắm lá thì bọn mình đây là hầm sáu, đây hầm phía sáu thì bọn mình tây rồi, đây là hầm dừa, hầm thứ hai của bọn mình hiện tại đang ướp cá, người đang ướp cá. Cá thì bọn mình phải vào bì như thế này. Không như một số nghề vây hoặc nghề chuột thì cá họ xảy thẳng xuống hầm. Chú đập đi video cháu đập cậu. Đây là các cái đá lạnh mà bọn mình xài vào bì và đi dài ngay thì đá nó cứng nên phải đập đá cho tới đá để ướp cá. Bây giờ mình sẽ nghỉ máy để đập ít gì đá cùng với mọi người. Cho đá lên đi, cho đá lên đi để chấm. Đeo cơ đi đấy, đeo cơ đi hả? À? Chưa đeo cơ thì cứ đến để đi. Đi lấy hả? Đây là
có mỡ. Mấy vặn này thì nuôi mực và nuôi ghẹ của mình nhỉ. Bên đây có mấy con, bên đây có mấy con mực, bên tế mấy nhiều. Bây giờ mình sẽ nghỉ máy để làm việc cùng với mọi người. Anh em mình vừa mới tắm rửa xong, ướp cá ướp mắm xong thì đang chơi lỗ ảnh để mời cơm. Mọi người đang tánh thủ thời gian để cầu mực. Đây mực của chú Án à, vừa mới cầu được. Con này hơi nhỏ. Rồi mình sẽ quá xem thử chú Thứ. Vừa đúng lúc anh Thứ vừa câu được một con mực rồi, 4 con rồi. Chú Thứ câu được 4 con. Bác Bình nhỉ, ngồi câu. Mình sẽ đi về phía sau xem lỗ ảnh của tổ bếp xem hôm nay có món gì cho mọi người. Hiện nay mấy bác với mấy anh cũng đang học cầu được con môi chưa Bạc Bình? Được mới con thôi, con thua chứ cả cháu. Mình sẽ đi vào tắm xem tổ bếp đã lỗ ảnh xong chưa. Giờ cũng là 10 giờ rồi. Anh em luộc mực ra. Luộc mực mà không thấy mau như gì cả. Đó là lô cơm của bọn mình. Lô cơm nấu bằng bếp cá. Bọn mình khó nguyên một nồi cá luôn. Cá trình. Cá này là cá gì ạ? Hôm nay có cả cá luôn mọi người. Thả tôm có mua ăn chưa anh? Chưa được mua ăn. Thì đi nghe lưới hông của bọn mình thì kéo lưới sống thì thường thì có thời gian rảnh rồi thì thả tôm. Thả tôm chứ mực về uống nhiệt tinh. Hôm nay thì bên nhà mua 10.000 đến 12.000 đồng một con tôm. Anh đây cháu để vào túi giờ túi anh đây cậu được hơn 3 lúa mực khô. Nhưng hôm nay anh đây này đã thả tiếp. Bởi mình cậu chủ tướng là cái mực về uống mía thôi.
À, đây mực mà mình vừa mới câu được luộc này. 14 cân. Các bạn cũng kìa à, mời cơ có đi cầu lại một cái loại nó mấy của nó mực tươi sống luôn rồi cả, mực tươi sống vừa mới luộc luộc dập. Ngoài này còn một khách tí, tí là mình sẽ luộc xếp lại về để bán. Chưa đấy vậy, chưa đấy 30 cơm rồi. 14 con chia chưa đủ người gọi rồi. Em ăn một con thôi. Bao mày cơm ơi, các bác ơi.